Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Volab Berlin, một dòng xe đạp địa hình được trang bị khung nhôm, bánh là 26 inch, sử dụng bộ chuyển động Shimano Atut và may ư sau bi vòng cuối lổ các bác nhé. Và thì chiếc xe này đang được bán bên em mức giá chỉ còn là 6,5 triệu, một cái mức giá nó rất là rẻ và cực kỳ là hợp lý cho các bác đang tìm kiếm một chiếc xe đạp địa hình để thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe hàng ngày, thì đây nó là cái lựa chọn rất là tốt. Đấy. Với những cái bác mà chỉ mua xe về vào cái mục đích để thể dục thể thao, đấy, không cần chơi cấu hình, thì đây là một chiếc xe rất là ok. Đấy, chỉ với 6,5 triệu và cái cấu hình thì nó cũng không phải là giảm đâu các bác nhé, cấu hình cực kỳ là ngon trong cái tầm giá. Cấu hình được sử dụng là Shimano Atut với 9 tầng nít và 3 tầng đĩa cho 27 cái độ khác nhau. Bộ Atut chuyển động thì rất là mượt mà rồi. Khung nhôm, và hôm nay về một chiếc xe tông màu trắng xanh, trắng kẻ chỉ logo xanh kỳ là đẹp, rất là thể thao. Vành bánh 26 inch các bác nhé, và vành nguyên zin theo xe luôn, và may ư của chiếc xe là may ư đi vòng cuối lổ luôn các bác nhé, cuối lổ luôn, xanh dầu. Cấu hình rất là ok trong tầm giá, để các bác mua về thể dục thể thao và trải nghiệm những cái thứ gọi là cũng rất là ngon của dòng xe đạp. Phanh dầu rồi thì bộ chuyển động ok, trên này có cả tay bấm khóa giảm sóc, khóa hành trình giảm sóc. Phuộc là phuộc dầu các bác nhé, phuộc dầu cũng là nguyên zin theo xe luôn của SG Sun Tour. Đây là dòng XCR. Sử dụng quả lốp 26 inch và bảng lốp là 1.95 các bác nhé. Lốp này còn rất là mới này. Đấy, còn rất là đẹp, rất là mới. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xem đo từ tâm trục đạp bên khóa yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 53 cm, thì size xe là quy ra là 17 inch các bạn, dành cho các bác đi từ khoảng 1m6 đến 1m7 đi là phù hợp. Động là Shimano Atut 9 tầng lít và 3 tầng đĩa. Nó sẽ có 27 tốc độ khác nhau. Em vừa giới thiệu đến các bác mẫu xe đạp Volab Berlin, một dòng xe đạp địa hình được sử dụng bộ chuyển động Shimano Atut đi vòng cuối lổ bánh 26 inch, đang được bán bên em mức giá chỉ còn là 6,5 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.